mừng đến đây là lời chào mừng quan khách và cảm ơn quan khách của trưởng ban tổ chức. Chúng tôi xin mời anh Đèo Văn Sách ra sân khấu. Tôi xin chân thành chào đón quý vị đã bỏ chút thời giờ trong buổi chiều nhật rất là đẹp đến hơn sự buổi chỉ là tiêm phòng những ngày tháng không quen ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã cho nói lên cho mọi người thấy rằng tất cả những chương trình của tôi được cử hiện đều sự ủng hộ của tất cả các vị. Một năm chúng tôi sẽ thực hiện hai chương trình, một là bài 30 tháng 4 và một vào mùa thu và cũng là ngày lễ tạ ơn. Trong chương trình 30 tháng 4 thì chúng tôi dùng những nhạc phẩm về lính, về hát cho quê hương, cho dân tộc và những bài nhạc đấu tranh, còn những người là chương trình mùa thu và lễ tạ ơn thì chương trình hát tiền tràng đơn với các bạn hát cho tình ca hoặc là nữ đôi. Cái chương trình này để có mục đích là có một phần nhỏ vào công cuộc bảo tồn văn hóa cười Việt hài hòa của chúng ta, mà văn nghệ là một phần trong đó. Nhằm giới thiệu các nhạc sĩ với các tác phẩm đã sáng tác với đến với khán giả ở trong vùng. Sau đây tôi xin có một phút để đầu tiên quý vị đã giúp chúng tôi từ chương trình và đặc biệt là trong cái buổi văn nghệ hôm nay có ba vị khách, đó là bà Phùng Thị Nhật, tức là mẹ của anh Đinh Văn Cường, bà Ngọc Trâm, và cụ bà Vũ Nguyễn Thị Vân, mẹ của giáo sư Kim Anh, và cụ bà Công Tần Tôn Nữ Sáu Hiếu, mẹ của mấy chị em Hiếu mà chúng tôi quê thường gọi là bây giờ mà chào Hiếu. Ba người này đều đến tham dự cái chương trình và không bao giờ bỏ mất cái hồi là đến tham dự chương trình của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý một số các nhà hảo tâm đã rút tay với chúng tôi để thực hiện một chương trình ngày hôm nay, là bà Lương Hoàng Phượng, chủ nhân Duy Quang, ông bà Tê Minh Vũ, nhà văn Phạm Xuân Thoái, Nguyễn Hằng, ông bà Lý Phong Ma và nhóm Từ Thiện Thiện Cương, ông bà Bùi Công Minh, ông bà Trần Việt Tân, chủ nhân Thông Báo Giờ Đây, nhà văn Nguyễn Khổ Sung, nhà văn Hồng Thủy Bùi Kỳ Viên, nhà văn Lê Kỳ, nhà Việt Nam, tiến sĩ Liêu Nguyễn Đạt Phùng Thị Hàng và diễn đàn kiến thức, những bệnh viên Andy Nguyễn, ông bà bác sĩ Võ Phương Thư và Tống Phương Thịnh, ông bà Vũ Văn Anh Đồng Thanh, ông bà Sơn Đình Hưng, ông bà Đinh Phương Hưởng Ngọc Trâm. Chúng tôi không quên cảm ơn tất cả các giới
chí minh gia và các sinh thiền đồng đã đem tâm sự với một chú tôi hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn nhiếp minh gia nhiếp hùng, nhiếp minh gia em đi viễn, nhiếp minh gia trịnh hiếu chị kiều, nhiếp minh gia cây tình viễn, nhiếp minh gia vân hàm đại ước sức trên 204 của ông võ tân trân và các phóng viên là đồng thanh tân và phách vượt cũng như nam anh đại hoa thành đốn với dương liêu và nguyễn thái bảy và nguyễn phú nguyễn thị bình lai đại việt tv của đại hiếu thảo và lưu xanh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Đặc biệt chúng tôi muốn cảm ơn kinh cô giáo sư này đã đến và đã giúp chúng tôi trong vấn đề trang trí. Chúng tôi xin cảm ơn nhiếp, xin cảm ơn anh Nguyễn Tuấn là con của anh Nguyễn Huy Bình đã buổi giúp chúng tôi trang trí sân khấu và về lao về ánh sáng và âm thanh. Hoàn toàn không có những Hồ Văn Nhân và âm thanh gồm có anh Vũ Hằng, Nhật Hoàng và thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu ban nhạc đến với quý vị hôm nay là anh Sơn Thành, anh Nguyễn Khải, chị Quế Hương, anh Phạm Thanh Diệp và anh Nguyễn Trung Thành. Còn các sĩ thì sẽ giới thiệu sau, chúng tôi sẽ giới thiệu. Chúng tôi xin cảm ơn nhà văn nhà viết nước thì là ông Nguyễn Đức Nam và ông gọi là nhà văn nhà viết nước và ông bà Nguyễn Minh Duyên của tác luật sư Frederick D. cũng đến tham dự. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Sau đây để khoản bắt thời gian thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai MC và xin nhận lời đã cho hai MC để làm điều khiển với chương trình điều hôm nay là ca sĩ MC Hiếu Thuận, ca sĩ MC Vân Anh, đề tài ca sĩ và MC Thân Đội. Xin thưa quý vị, Hiếu Thuận xin có vài lời. Thưa quý vị, chương trình Những Ngày Tháng Không Quên lại một lần nữa được tái ngộ cùng quý vị trong một buổi chiều thu thật đẹp của miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Chắc quý vị cũng đồng ý với Hiếu Thuận là khi thấy những vẻ đẹp của thiên nhiên, những hàng cây chuyển sắc màu vàng đỏ trong mùa thu nắng ấm, thì mình thấy lòng lâng lâng, lãng mạn, thật là quyến rũ phải không ạ? Mùa thu là niềm cảm hứng cho các thi sĩ, các nhạc sĩ, họ đã sáng tác rất là nhiều những thi phẩm hoặc là những bản nhạc rất giá trị cho nền âm nhạc của Việt Nam. Mùa thu cũng là mùa thường làm cho chúng ta gợi nhớ tới những kỷ niệm của một thời. Hôm nay ngồi chung trong hội trường này, Hiếu Thuận xin quý vị lắng lòng cùng thưởng thức chương trình nhạc Những Ngày Tháng Không Quên do anh chị Đèo Văn Sắc và tất cả các anh chị em nghệ sĩ thực hiện. Hiếu Thuận mong rằng quý vị sẽ hài lòng và kính chúc quý vị một buổi chiều thật vui. Xin kính chào quý vị. Chị Hiếu Thuận nói hay quá, em hết lời rồi. Vâng, anh thân ái kính gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Vân Anh cùng tất cả các anh nhạc sĩ hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Nhạc Thính Phòng Những Ngày Tháng Không Quên, được tổ chức mỗi mùa thu. Mong rằng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật thoải mái trong buổi chiều thu hôm nay qua những nhạc phẩm, lời ca, tiếng nhạc trọn lọc. Kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của Những Ngày Tháng Không Quên. Đôi khi nhớ về phố xưa, nơi có những buổi sáng rộn rã tiếng cười, những buổi chiều êm ả, những buổi tối ngất ngây, lòng người thấy nao nao mong tìm lại phố xưa của vùng trời kỷ niệm. Cuộc đời như tàn sương khói, thoáng chốc tàn phai, lại một thu mùa thu đi qua, những chiếc lá vàng rơi đầy khắp lối. Ta và em đang chìm lẫn trong những chiếc lá vàng đó. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phố Xưa, nhạc của Nguyễn Tường Vân, phổ thơ thi sĩ Dương Đình Hưng, được trình bày qua hai tiếng hát Sĩ Tuấn và Như Hương. Chiếc lá thu vàng đã rơi, ta nhìn ta thấy đời nhau. Gió bay tà áo trắng,
đất lối qua. Rồi mùa xuân qua tới, em đứng tựa tường ta nhìn ta thấy.